vóc dáng cân đối. Đôi mắt biết nói, nụ cười ngọt ngào. Nhìn những hình ảnh này, quý vị có đoán được nhân vật tuần này là ai không? Đương nhiên không phải Thụy Vân rồi. Khách mời của Chuyển động 24 giờ hôm nay chính là nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh. Xin chào khán giả của Chuyển động 24 giờ. Kiều Anh sắp trang điểm xong rồi. Xin quý vị chờ cái thêm một vài phút nữa nhé. Cái tên Kiều Anh đã để lại trong ấn tượng của nhiều khán giả với bộ phim Phía trước là bầu trời. Nhung, một cô sinh viên với vẻ ngoài mảnh mai, nữ tính nhưng mang trong mình rất nhiều khát vọng của tuổi trẻ. Sau thành công của vai diễn này, đôi mắt biết nói, vẻ đẹp dịu dàng của Kiều Anh đã được nhiều đạo diễn tin tưởng lựa chọn. Tới vai diễn, nàng dâu cả của gia đình mình vui bất thình lình, một cô gái chịu thương, chịu khó, thừa nhận thiệt về mình nhưng dù có hóa trang để xấu xí đi nữa thì cũng không thể che lấp được vẻ đẹp ngọt ngào của Kiều Anh. Mấy đứa đã đâm vào mẹ chị, lại còn ăn nói kiểu đấy hả? Xin lỗi mẹ chị ngay. Bây giờ thì chị Kiều Anh đã sẵn sàng để trò chuyện với khán giả của Chuyển động 24 giờ rồi. Câu hỏi đầu tiên Thụy Vân rất muốn nói về bộ phim đang gây sốt với khán giả, Gia đình mình vui bất thình lình ạ. Điều gì ở nhân vật Phương đã thu hút chị để chị nhận lời tham gia bộ phim này ạ? 10 tập đầu thì vai Phương cũng trong kịch bản là cũng khá là nhạt nhòa và cứ hiền lành và cứ ở đâu đó luẩn quẩn ở trong cái căn nhà đấy. Nhưng mà khi mà đọc kịch bản thì mình cứ cười suốt, mình cứ cười sằng sặc luôn ấy, thì mình không hiểu đến cách khi mà từ kịch bản mà ra phim thì nó sẽ như thế nào. Được đóng cùng với Quang Sự này, được đóng cùng với cái dàn ekip phim này, diễn viên trong bộ phim, đây cũng là một cái cơ hội để cho Kiều Anh trải nghiệm, và vì vậy nên Kiều Anh mới nhận tham gia phim. Thực sự là không phải là vì nhân vật mà thực sự là vì ekip và vì đạo diễn và kịch bản. Bố mẹ nuôi cơm ngày 3 bữa, cố gắng mà học vào, đi ra đường gặp người lớn tuổi hơn, con nọ con kia, con nhà quê, người ta gọi đấy là vô học. Khi nhắc tới diễn viên Kiều Anh thì người ta hay nghĩ tới những cái vai dịu dàng này, cam chịu này. Chắc ở Phương thì cũng có một phần như vậy. Chị nghĩ sao khi mà khán giả nói rằng là Kiều Anh dường như là rất hợp với những cái vai số phận và cam chịu như vậy ạ? Kiều Anh cũng rất là sợ rằng là cái vai đó nó sẽ giống, rất là giống và thậm chí còn hơi giống cả Nhung Phía trước là bầu trời và một vài số các cái vai trước đó Kiều Anh đã từng tham gia. Và Kiều Anh cũng rất là sợ là mình bị trùng chất. Ngay trước cái thời điểm bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình thì 2 năm trước Kiều Anh có đóng Hồ sơ Cá Sấu và đóng Ngày Mai Bình Yên, thì đó là hai cái chất mà cũng rất là khác. Thì sau thì Kiều Anh nghĩ rằng là ok, mình cũng có thể một lần trở lại với một cái vai, dạng vai vẫn là của mình và mình sẽ làm khác nó đi. Trong một cái kịch bản phim và một cái ekip phim rất là nhiều thứ mình thích, thì lúc đó Kiều Anh cũng nghĩ rằng là mình cũng thử làm mới lại cái chất đấy xem nó sẽ như thế nào. Và khi mà bàn về nhân vật thì mình biết rằng là cái đoạn thực sự là vai Kiều Anh đúng là một vai làm nền luôn. Cái vai của Hà rất là nổi, rất là bật lên, là rất là nhiều câu slogan hay, rất là nhiều câu rất là thú vị, đọc rất là buồn cười. Tính anh Công nhà chị trước giờ vẫn thế. Chị ở với anh ấy lâu, chị rất hiểu. Không bao giờ có cái chuyện mà để cho em lo đâu. Em nói chị nghe này, nếu như con Hà này thính số 2 thì không ai có thể thính số 1. Cho nên nếu mà chị không nghe em thì chị sẽ bị thiệt. Trong một cái ekip, trong một cái kịch bản và khi mà dựng lên thì mình hiểu rằng là có những cái điểm nhấn và là của mình thì mình sẽ cố gắng làm tốt nhất. Còn cái những cái phần mà chung thì ok, mình sẽ làm một nốt trầm ở trong đó. Tức là Kiều Anh ở trong hình lúc nào cũng sẽ phải làm một cái gì đó. Tức là không bao giờ được ngồi im cả. Mọi người cứ ngồi chơi thì Kiều Anh cứ phải làm. Thực sự là khi mà đóng một vài tập thì Kiều Anh bắt đầu cũng rất là ăn cảm xúc ấy. Tức là mình cũng thấy rằng những cái, tức là cứ càng đóng thì mình lại cảm thấy rất là thương những người phụ nữ tảo tần, những cái người phụ nữ mà họ cũng ở gia đình chăm lo cho gia đình và họ cũng dành cả cái tuổi xuân của mình cho gia đình. Sau này nữa thì có những cái cảnh là mình cảm động và mình rất là thương những cái người mà những phụ nữ họ đã như vậy, họ đã hy sinh cho gia đình nhiều đến thế. Để mà nói về thế mạnh của Kiều Anh ấy, nhiều người rất là yêu cái đôi mắt biết nói của chị ạ. Chị có nghĩ như vậy không, mà chị chấm cho đôi mắt của mình bao nhiêu điểm ạ? Mình thì rất hay có cái cảm giác mình biểu cảm với cảm xúc bằng mắt. Có những lúc mọi người bảo thôi đeo kính bớt vào, không lộ hết. Tức là mắt nói lên hết rồi, vui buồn hay bất kể một cái gì thì nhìn mắt là mọi người sẽ hiểu là cái anh muốn gì. Thế nên là nếu mà đi đâu mà công tác hay làm việc gì mà cần cái sự ghê gớm, đeo cái kính vào cho nó đỡ hiền. Mọi người bảo về cái kết cấu gương mặt thì trông có vẻ hơi buồn, bởi vì rất là nhiều lần khi mà chụp ảnh mọi người bảo chị Kiều Anh ơi, chị tươi cái mắt lên cho em cái. Và khổ quá, mắt chị nó như vậy rồi thì không thể nào mà tươi được cái chứ. Cứ phải cười lên thì mọi người mới nghĩ là Kiều Anh vui. Còn cứ để mặt bình thường là auto buồn, mà trong đó mình cũng không có buồn. Thế nên là vào những cảnh buồn đôi khi còn cố gắng diễn cho nó tươi lên mà nó vẫn buồn. Chị biết không ạ, trên trang VTV Show
của Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số thì vừa rồi có đăng một cái bộ ảnh rất là đẹp của chị Kiều Anh. Và với một cái tip chia sẻ là anh Công mà đối xử lạnh nhạt với vợ thì là dở rồi. Rất nhiều khán giả đồng tình với cái điều đó ạ. Và thậm chí là có rất là nhiều người tên Công bị tác vào. Thế tôi cũng tên Công đây. Khổ. Và tự hỏi rằng là đấy, vợ mà xinh đẹp thế này thì làm sao mà chúng tôi có thể thờ ơ lạnh nhạt được đấy. Với cái vai diễn dàng cam chịu, chị thích hơn hay là những cái vai cá tính, ví dụ như là Ngày Mai Bình Yên chẳng hạn, thì chị thích hơn ạ? Để nói là với một diễn viên ấy, ngày xưa kiểu anh cứ nghĩ rằng là sau khi mà kết thúc cái sự nghiệp múa thì lúc đó khoảng hơn 30 tuổi là Kim Anh đã có suy nghĩ là sẽ thôi nghề rồi, bởi vì thực sự là nhà hát thì lúc đấy trẻ hóa rất là nhanh. Lúc đấy mình chỉ ước là giá như mà mình có thể làm được điện ảnh, cái cảm giác như là trong múa, bởi vì khi mà múa thì mình là người chuyên nghiệp, mình xử lý tất cả mọi thứ nó rất là tốt. Đấy, thì ước gì là mình có thể làm điện ảnh được như múa. Thì lúc đấy một cái câu hỏi rất là lớn. Sau cái phim Ngày Mai Bình Yên thì anh cảm thấy là càng được khám phá càng nhiều vai càng tốt, bởi vì lúc đấy mình có cảm giác là mình bắt đầu hiểu rằng là mình bắt đầu phát triển nhân vật theo cách nào. Chứ ngày xưa là hoàn toàn là diễn theo bản năng mà, nên là mình cũng hên xui. Khi mà càng mà mình có một cái chút về phần kỹ thuật rồi thì mình lại muốn trải nghiệm càng nhiều nhân vật thì càng tốt. Thì lúc đấy thì mình mới được thực sự là được khám phá cũng như là mình được trải nghiệm, thì nó sẽ rất là thích ấy. Nếu để nói về cá tính mà có chiều sâu nhất thì phải nói đến Hồ Sơ Ca Sấu. Thì đó là một cái bộ phim mà Kiều Anh rất là tiếc cho vai diễn của mình. Vì lúc đấy thực sự là có quá nhiều thứ mới mẻ với mình. Sau rất là nhiều năm mình không quay lại để đóng phim, mình quay trở lại. Mặc dù cái kết quả nó không cao nhưng mà lại là một bộ phim mà Kiều Anh nghĩ là Kiều Anh lấy hết 200% sức lực vào cái công việc như vậy. Đó, thì mà lúc đấy cũng là nói chung là rất là nhiều lần đầu trong cái bộ phim đấy. Và nếu như được làm lại thì mình nghĩ nó đã tốt hơn rất nhiều. Chắc là quý vị vẫn còn nhớ cái đoạn thoại dài nhất mà cô dâu cả trong Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình đã nói trong bộ phim. Con đang ngồi ở kho thì Hà xuống, Hà tâm sự với con là sáng nay Hà có lên phòng của Trâm Anh để tìm khuyên tai của Hà, bởi vì vốn dĩ đó là phòng của Hà. Bây giờ thì thử thách của Chuyển Động 24 giờ bắt đầu, chị đã sẵn sàng chưa ạ? Nhiệm vụ của chị Kiều Anh đó là sẽ thoại lại đoạn này. 3, 2, 1, bắt đầu! Con đang ngồi ở kho thì Hà xuống, Hà tâm sự với con là sáng nay Hà có lên phòng của Trâm Anh tìm khuyên tay của Hà, vì đó vốn dĩ là phòng của Hà. Thì Trâm Anh lại về và hỏi là tại sao chị lại lên phòng của bọn em khi bọn em không có ở nhà như thế. Thì Hà bực và nói là tại sao em lại nói là chị lên phòng để lục lội đồ của em. Và sau đó thì Hà đi làm. Chiều Trâm Anh về, Trâm Anh lại mua nho đắt tiền. Hà nghĩ là ra cái vẻ với mọi người là xịn sò hơn mình. Thế là Hà bực, Hà mới không ăn nho. Thì Trâm Anh lại mang nho ra kho cho con. Thế là cuối cùng hai chị em gặp nhau ở kho của con. Chắc là chúng ta sẽ có một rapper mới trong tương lai đây. Trong cái tương lai dự định sắp tới đây của chị Kiều Anh sẽ như thế nào ạ? Kiều Anh trong lúc làm phim thì Kiều Anh cũng đang có triển khai một cái dự án là hệ thống câu lạc bộ tài năng nghệ thuật cho thiếu nhi. Từ trước đến bây giờ thì Kiều Anh cũng vẫn rất là đam mê và rất là thích cái bộ môn nghệ thuật của mình. Và vì thế mà Kiều Anh cũng đang xây dựng một cái hệ thống mà mình nghĩ rằng là mình đang rất là kỳ vọng vào nó. Rất là cảm ơn chị Kiều Anh đã nhận lời tham gia chương trình Chuyển Động 24 giờ ngày hôm nay. Xin chúc cho chị Kiều Anh sẽ ngày càng xinh đẹp, trẻ mãi và sẽ có thật là nhiều những vai diễn để khán giả của chúng tôi chờ đợi. Cảm ơn chị. Cảm ơn Thụy Vân. Cái anh cũng cảm ơn khán giả của Chuyển Động 24 giờ. Và cái anh cũng rất là hy vọng rằng là khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Kiều Anh cũng như là bộ phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình.